Hello, xin chào bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Giải pháp Andy. Trong series clip này, Hải đã chia sẻ với chị một cái, đó là Hải sẽ chia sẻ chuyên sâu về những cái series liên quan đến Working Flair. Vâng, như bài 1 thì Hải đã chia sẻ cho chị cái bài Working Flair với một chai chúng ta chỉ tung như thế này thôi. Và đến bài thứ hai, bài này chúng ta lại đòi hỏi một kỹ thuật, một xíu những kỹ thuật cao hơn một chút. Đơn chị, anh chị nhớ nhé, chúng ta xem xong chúng ta hãy đăng ký kênh, chúng ta gửi cho bạn bè của mình, chúng ta hãy cùng nhau luyện tập những thao tác mà Hải vừa chia sẻ. Và không đợi cho anh chị lâu, không và không cần phải đợi để anh chị đợi lâu, Hải sẽ làm luôn. Đó là bài số 2. Bài số 2 của Rick Working Flair, Hải chia sẻ cho anh chị cái cách mà chúng ta văng chai, văng từ tay này sang tay này như thế nào. Ok chưa? Chúng ta bắt đầu vào việc. Ok, đầu tiên với chai như này, anh chị nhớ là chúng ta cách cầm, chúng ta sẽ cầm trên cổ chai như vậy. Đấy, nhớ nhé, chúng ta cầm như thế này. Đấy, cầm như thế này, nhớ chưa? Đó, kỹ chưa? Cầm như này, rất dễ đúng không ạ? Đó, chúng ta cầm như thế này. Thế cái việc của chúng ta hôm nay sẽ là văng, đó, văng cái chai này một vòng sang tay này. Cái cầm như này, nó văng sang bên này. Hãy ví dụ nhé, chúng ta văng như này, văng như này. Đó, để mà văng được như thế này rất đơn giản thôi. Như chúng ta có một quy tắc, đó là sẽ đến 1 2 3, 1 2 3, chúng ta cùng đến nhé, 1 2 3. Cái gì nhớ là hãy đếm vào trong đầu. Đầu tiên thì chúng ta đến thì tiếng 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Tuy nhiên thì về sau khi mình quen thì chúng ta nhận bắt đầu thôi. Đó, thì nhớ nhé, đến 1 2 3 nó quay. Thế thì làm sao để chúng ta làm cái động tác này? Việc đầu tiên anh nhớ mình phải khởi động, biết chưa? Nhớ phải khởi động, khởi động cho cái cổ tay của chúng ta dẻo, nó ấm lên. Các cái khớp tay mà anh chị không khởi động nó sẽ rất là cứng. À, chúng ta phải khởi động đấy, khởi động kỹ rồi, khoảng 5 đến 7 phút. Thế nên anh chị khởi động cái khớp này, khởi động khớp cổ tay, ra khởi động một chút, ra khởi động khớp vai, một cách như thế này, này như này nữa, khởi động như này. Ok. Sau đó thì chúng ta quay người, quay người. Dễ quá. Ok. Em đi thả lỏng tay. Để như này. Đấy. Chúng ta làm cái động tay như vậy cho vòng 5, 5 phút, 5 đến 7 phút là tốt. Càng khởi động kỹ thì chúng ta càng người đã càng phải uyển chuyển. Tiếp theo anh chị phải tập cho mình cái cách phản xạ, đó là chúng ta phải mềm người rồi. Anh chị mềm người, mềm người, mềm người, mềm người, cho cố gắng mềm người như thế này. Chúng ta làm thật mềm dẻo vào. Đó. Khởi động như thế. À, kỹ thuật quay thì như sau. Ba cái chai này, anh chị cầm như này, chúng ta quay sang bên này, chúng ta quay. Đầu tiên chúng ta chưa quen, chúng ta phải hất, chúng ta hất này, 1 2 3, chúng ta hất, hất như này, anh nhớ nhé. Tay này cầm như vậy, đây, anh chị cầm tay này ngang, ngang vai, thả lỏng, ngang vai. Tay này thì chúng ta sẽ mở ra, tay này chị mở trước, còn chúng ta quay, chúng ta văng ngoài sang, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ối à, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Lúc đầu thì chúng ta chưa quen, nhưng sau rồi sẽ quen. Anh chị cứ đếm nhé, nhớ đây, 1 2 3, 1 2 3. Nếu văng mạnh quá thì chúng ta giảm bớt nhịp độ xuống. Nếu văng nhẹ quá chúng ta nâng cao hơn một chút để làm sao cho nó đủ lực để nó quay được. Anh chị nhớ nhé, chúng ta văng cái chai nó sẽ chạy vòng lên như thế này, vòng lên như thế này và nó sẽ nằm đây. Văng vòng 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 lên xong ra lên nằm đây. Nghĩa là làm sao để cái đường đi của chai nó phải có một hình cung tròn như này, nó mới đẹp, đúng không? Bán nguyệt nó mới đẹp. Anh chị quăng díu cái này hoặc là díu này sẽ không đẹp.
cho con quăng từ cái này sang này, nó tạo một cái vòng như thế này, nó sẽ đẹp. Okay. Đó, đây là cái bài thứ hai. Anh chị nhớ chúng ta hãy tập kiên trì tập, và lúc đầu thì chúng ta sẽ sử dụng bằng những chai la vi đã cho nước vào, đúng nước vào. Còn sau này chúng ta quen, chúng ta sẽ làm quen với tập chai thủy tinh. Nếu các bạn có thể mua chai nhựa là tốt, nếu bạn cần liên hệ mua những thiết bị dụng cụ liên quan đến quầy bar, liên quan pha chế, liên quan đến bar flair đồ hướng nghiệp, các bạn cứ inbox cho Hải sẽ giảm hết cho anh chị. Chúng ta nên mua chỗ nào cho nó giá tiền hợp lý và đúng chủng loại. Ok, như vậy là Hải vừa chia sẻ anh chị cái bài số 2, đó là quăng chai từ bên tay này sang bên tay này. Okay. Một lần nữa Hải cảm ơn các anh chị và các bạn. Chúng ta sau khi xem xong thì chị hãy bấm like và nhớ đăng ký kênh để liên tục update những cái bài mới trong quá trình pha chế tương hứng. Về sau này Hải còn ra nhiều những video clip liên quan đến set up quán, chúng ta kinh doanh quán như thế nào, bao tiền kinh doanh của quán cà phê, vân vân, tất cả rất nhiều thứ liên quan đến cái ngành ẩm thực MD, trong đó có pha chế, quản trị và học ngành nghề MD. Vâng, xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.